Hello, xin chào mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Ok, thì ngày hôm nay các bạn ạ, theo như cái tập trước thì mình đã làm một con diều Lukaku. Hôm nay là một ngày chủ nhật khá đẹp trời và bây giờ là hiện tại là 2 giờ chiều các bạn nha. Đấy, thật sự là mình đang đứng giữa cái cánh đồng bao la mông quạnh như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy. Ôi, đua diều ở chỗ khu vực thoáng gió này thì phải gọi là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đấy, ok, hôm nay thì tập trước mình có làm cái video về Lukaku, rất là nhiều người ủng hộ, thế nhưng mà hôm đấy nó vẫn chưa có màu đấy các bạn nhá. Đây này, có một ít sơn mình đã sơn để cho nó có thêm màu mè hơn, thế nhưng mà một ít thì nó vẫn chưa đủ đúng không các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái video đó chính là xịt đỏ ẻn cái liều này để cho nó có màu hơn các bạn nhá. Đấy, trước khi mà để chuẩn bị cho xịt cái liều này thì mình sẽ chuẩn bị một nọ sơn. Đây các bạn ơi, đây chính là cái nọ sơn nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ xịt nó để cho nó đỏ ẻn hơn nhá. À mà chết mất rồi, mình quên mất là hôm nay mình để cái xô dây ở nhà, tí lại phải về lấy các bạn ạ. Từ chỗ mình từ đây về phải được một cây đấy. Đây là được anh em chút thôi, chắc khoảng độ 50 mét anh em ạ. Bây giờ mình sẽ xịt nó anh em nhá, mình sẽ xịt cho cái liều này đỏ chót, đỏ như cái đầu bầu trời luôn, đỏ như cái áo của mình luôn anh em nhá. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì mình sẽ xịt luôn nhá. Sau khi mà mình đã xịt xong các bạn ạ, và mình đã để ý là tóc của mình dạo này nó làm sao các bạn ạ, nó thành một cái diện mạo mới rồi. Trời đất ơi, sao giờ nó thành tay ngồi thế này. Này, ôi, nhìn cũng được chứ, nhìn kiểu có kiểu idol hơn. Không phải đầu cắt moi như trước nữa anh em ạ. Trước thì mình để tóc hơn, ai bảo mình đầu cắt moi. Thế nhưng mà bây giờ nó lại khác các bạn nha. Giờ để tay ngồi cho chất các bạn ạ. Sau khi mà mình đã xịt xong thì các bạn thấy không ạ? Màu của nó rực rỡ hơn cái áo của mình rất là nhiều. Ôi, các bạn nhìn này, tuyệt vời hơn cú mèo luôn. Ôi, cái này nên chơi còn rực rỡ hơn nhiều. Ôi, các bạn nhìn này, trời ơi, mọi người nhìn này. Ôi, rực rỡ không ạ? Bây giờ mình sẽ thả cho các bạn xem nhá. Ôi, con này thì nên trời, mình không biết là nó có... Sau khi mà xịt xong cái sơn này không biết là nó có nặng diều không nữa, nhưng mà không sao các bạn ạ. Mình nghĩ là chiếc diều của mình sẽ lên được thôi. Đấy, đằng sau nha các bạn ơi, nó kiểu nó vẫn còn đỏ này, nó chưa được khô. Nên là mình sẽ để một lúc nhá. Trong cái thời gian mà đợi nó sơn nó khô thì mình sẽ đi về nhà và mình sẽ lấy dây để có thể mà đua các bạn nhé. Đấy, bây giờ mà đua diều mà không có dây thì chỉ có vứt diều ấy thôi, làm được gì đúng không? Có mỗi cái xô dây mà để quên nhà mất. Chán thật đấy. Ok. Bây giờ thì mình sẽ về thôi các bạn nha. Let's go. Ok các bạn ơi, thì mình đã về, mình đã lấy dây các bạn nhá. Các bạn nhìn này, nguyên một xô dây. Và dây của nó các bạn này,
Các bạn thấy không, giờ cái dây này nó không được trắng như đợt trước nữa. Cái đợt đầu mình mua về nó trắng tinh cơ, nhưng mà sau một hồi thì nó cũng rê đất nhiều và rê đồng nhiều các bạn ạ. Nên là dây của nó hơi bị bẩn một chút, nhưng mà không sao, có dây đua là tốt rồi. Bây giờ mình sẽ thả luôn anh em nhé. Bầu trời hôm nay thì nó cũng có một chút gió, thế nhưng mà rìu của mình sẽ lên được. Gió này thì gió hơi nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ là rìu của mình sẽ lên được các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thả luôn. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa. Đấy, xịt xong nhìn độ cái màu của nó. Nhìn chất hẳn đúng không các bạn? Đi sợ, lên luôn. Bây giờ mình sẽ thả nhá. Mình nghĩ bầu trời này chỉ có rìu của mình là lên được thôi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đấy, bây giờ ôi trời đất ơi, còn rối dây nữa cơ mà. Má ơi luôn, dây của tôi sẽ bị rối hết rồi. Các bạn ơi, rối hết dây rồi các bạn ơi. Vừa xong mình kéo không may nó lại rối dây rồi. Thì bây giờ mình sẽ thả các bạn nhé. Mình sẽ gỡ dây sau. Yeah.
Ok các bạn ơi, thì hiện tại là mình đã đua chiếc diều này xong rồi các bạn nhá. Thật sự là thả chiếc diều này rất là sướng luôn các bạn ạ. Bởi vì là nó khi mà nó lên thì tập trước thì các bạn xem xuống cái video bên dưới các bạn nhá. Tập trước thì mình cũng thả cái này thì trải nghiệm nó cũng khá là sướng rồi. Thế nhưng mà mình không làm cho màu nó đỏ chót như thế này, nên là khi mà lên bầu trời nhìn nó hơi bị tối một chút. Cảm giác nó chói các bạn ạ, không nhìn thấy khung diều đâu, chỉ nhìn thấy mỗi cái dây lên cao quá ấy. Đấy, không nhìn thấy cả một cái khung. Thì ok, cái video của mình đến đây kết thúc các bạn nhá. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh. Các bạn có ý tưởng gì hay thì các bạn hãy comment xuống bên dưới để có thể mình làm theo nhá. Thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nhá. Bye bye.